chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Brett Jameson, khủng long bạo chúa 209 tại Sài Gòn. Brett Jameson 209 mang một phong cách đẳng cấp riêng biệt, được thiết kế từ cái sự sáng tạo không ngừng đam mê của Tim Cameron và Tristan Jameson. Mới đây cái chiếc Brett Jameson, cái màu xanh dương chủ đạo phối cùng với cái màu đen bóng bắt mắt, được một cái showroom nhập khẩu tư nhân có tiếng tại Sài Gòn nhập trực tiếp từ thị trường Mỹ về, được nhiều dân chơi đặt cho cái tên là khủng long, nổi tiếng trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010 ở Việt Nam với 3 chiếc lần lượt đưa về. Trong 3 chiếc khủng long trước thì có 2 chiếc tại Sài Gòn được độ chế ngoại thất là cực kỳ khủng, với bản độ Airbus Faron và thần sấm có khả năng đổi màu ở góc dịch khác nhau. Và cái chiếc còn lại là một cái màu vàng cam thuộc sở một cổ tín đồ chơi xe tại Hà Nội. Và chiếc thứ tư vẫn chưa biết sẽ về tay ai, ở đâu trong thời gian sắp tới. Như vậy, tính thời điểm hiện tại thì đây là cái chiếc Brett Jameson thứ tư cập bến ở đất Đức hình chữ S này. Hồi tháng 9 năm 2007, cửa hàng này cũng đã từng nhập vào cái chiếc siêu phẩm Aerial Ace về, và một cái tiệt phẩm của hãng xe Anh Quốc Aero Moto sở hữu trên mình cái khối động cơ là V4 1237cc lấy từ Honda VFR 1200 với cái số lượng sản xuất hạn chế, ra đời hoàn toàn bằng thủ công tại cái bang Florida, Mỹ. Brett Jameson được phân phối với số lượng hạn chế theo hãng mô tô thủ công Jameson. Cái chú khủng long này là cái sản phẩm hoàn toàn thủ công qua những bàn tay nghệ thuật của Tim Cameron và Tristan Jameson. Đặc biệt là mỗi chiếc Brett Jameson, mỗi kiêu hoàn tất đều có những đặc trưng riêng, ít khi nào giống nhau. Cái chiếc siêu mô tô này vốn được lấy cái cảm hứng từ cái con khủng long bạo chúa trong cái siêu phẩm King Kong đã từng khởi chiếu rầm rộ ở những rạp chiếu phim trên toàn quốc trước đây. Lần đầu tiên sẽ được trình đàn trong cái triển lãm xe độ của Mỹ vào năm là 2010 và tạo ra được cái tiếng vang rất lớn trong giới yêu xe. Dựa vào nền tảng của cái chiếc Harley Davidson Bros, Brett Jameson thừa hưởng cái khối động cơ là V10 1250 phân khối, sinh ra một cái công suất đa 120 mã lực, mô men tác cực đại là 100 Nm, cùng với đó hộp số 5 cấp. Thân hình đồ sộ này làm cho cái chú khủng long bạo chúa có cái tổng trọng lượng là 304 kg, cấp trước với một cái thanh giảm sóc trụ cỡ lớn giúp cho tay lái nhẹ nhàng hơn, nặng tầm khoảng là 35 kg so với chiếc Vros tiêu chuẩn. Brett Jameson sở hữu ngoại hình đồ sộ với chiều dài lên tới gần 2,7 m, trục cơ sở dài khoảng 1,8 m. Phần đầu xe được thiết kế cũng lạ mắt với hệ thống cái giảm chấn trước là cực độc. Hiếm xe nào có cơ cấu lái như vậy ở trên thế giới, trừ khi là những cái chiếc xe thuộc dự án độ riêng. Bên cạnh đó, dàn chân của xe cũng độc đáo không kém cạnh gì. Xe có một cái tư thế lái rất thấp, hàm hổ, đặc trưng của dòng cruiser. Nói ở trên thì cái chiếc Brett Jameson đã gây ấn tượng mạnh bởi cơ cấu lái gián tiếp, cái giảm sóc trụ cỡ lớn ở trước kết nối gián tiếp với bánh xe qua một cái càng chữ A, khác hẳn với kiểu kết nối trực tiếp truyền thống. Brett Jameson 209 dùng trên mình cái lớp của Messerschmitt Marathon, có cái bảng là 140/70 ở bánh trước 17 inch và cái lớp béo cỡ lớn là 300/25 cùng cái bảng mâm 18 inch ở sau. Hệ thống phanh với đĩa được lấy từ cái dòng xe Bios của Mỹ, đi cùng chiếc kẹp phanh là 6 piston. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.